Cái gì đây? Mày nhìn lại, tôi không đùa đâu nhá. Từ sao cứ phải vội thế nhỉ? Từ nào tôi đang tìm. Chả góp được. Chả góp nhá. Mười nhìn mới chả góp đấy. Lâu là. Đấy, thế có phải dễ nói chuyện hơn không? Tôi chào anh. Chào anh. Mời anh ngồi. Kính thưa quý vị khán giả, với tiêu chí của chương trình, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ. Cho dù đúng hay sai thì ngay bây giờ các bạn hãy gửi ngay 7749 câu hỏi về fanpage của chương trình. Từ những câu đơn giản nhất như trường Nguyễn Huệ thành lập từ năm nào, đến những câu cực xoáy như có 3 con lợn, một con lợn tiền trắng, một con lợn tiền đen, một con lợn tiền trắng đen, con trắng có thân màu đen, con đen có thân màu trắng, con trắng đen có thân màu đen trắng. Vậy thì khi ông chủ gọi đen trắng thì con nào sẽ đi ra? Vâng, và để trả lời thấu đáo các câu hỏi của quý vị khán giả ngay tại đây thì hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay giáo sư Cù Trọng Xoay, người được mệnh danh là Mr. Biên Tuân, trên tổng viên văn, dưới tường tổng tử. Anh nói thế tôi lại ngại quá, nhưng mà đúng thì... Chúng ta bắt đầu luôn nhé giáo sư. Vâng. Vâng, thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay tôi cũng muốn dành chính cho bản thân tôi. Thì là dạo gần đây tôi dễ nổi cáu, hay cáu gắt. Thì giáo sư vừa rồi đã thấy đấy, thì không biết là giáo sư biết tôi bị làm sao không? Trong cái biểu hiện lâm sàng của anh thì tôi thấy rằng là anh đã bị mắc cái hội chứng không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực là thế nào giáo sư? Thì là không tích cực. Giáo sư có thể nói rõ hơn được không ạ? Nói tóm lại, tất cả những cảm xúc tiêu cực là những cảm xúc khiến ta cảm thấy buồn bã, chán nản về bản thân và những người xung quanh. Cảm xúc tiêu cực có thể xuất hiện qua nhiều hình thức như là chán nản, buồn bã, tức giận, ghen tị, xấu hổ, vân vân và mây mây. Ủa ơi, đúng tôi luôn rồi đấy giáo sư ạ. Thế tại sao lại như thế ạ? Bây giờ tôi phải làm sao thưa giáo sư? Có phải cái cậu này xem tóc to quá 180 phút với cả nghiện mặt sách đâu? Mặt sách là cái gì hả giáo sư? Cậu này tôi ai đó chính chấm như lại thì mặt là Facebook, sách là book, mặt sách là Facebook. Anh đúng là từng trường mới đấy. Vâng. Nhưng mà dạo này clip up lên lượt view thì ít, rồi tôi còn bị bóc phốt. Ảnh thì tự up lên TikTok với hình ảnh tự xuất hiện trên TV khiến khán giả vỡ mộng. Vậy gấp ngã ở đâu thì anh lên gấp đôi ở đấy anh sói ạ. Anh có thể hạn chế sử dụng mạng xã hội lại, hài lòng tất cả các gì mình có, giải trí bằng âm nhạc, nghệ thuật. Như tôi đang thấy ở đây thì có rất nhiều các bức tranh đẹp đến từ các bạn học sinh trường trung học cơ sở hôm nay đang hướng ngày hội sắp tới. Và anh cũng lên chơi thể thao như đánh nôn chẳng hạn, có thể nương tựa vào anh thôi. Vâng, nhưng mà tôi làm gì có được giàu như giáo sư mà môi G63. Kính thưa quý vị, sau đây là câu hỏi từ khán giả có địa chỉ Suzuki vừa đi vừa đẩy có hỏi. Thưa giáo sư, nhiệt độ hôm nay là 0 độ C, dự báo thời tiết báo nhiệt độ ngày mai nóng gấp đôi hôm nay. Hỏi ngày mai bao nhiêu độ? Anh này tôi đoán là anh chưa học tiểu học, đúng không? Chúng ta cứ nhân bình thường thôi. Nhưng mà thưa giáo sư, 0 nhân 2 vẫn là 2 mà. Tôi cậu này không tính rồi. 0 nhân 2 vẫn là 0 cơ mà. Đấy nhá, phải sửa lại ngay nhá. Trong trường hợp này chúng ta có thể đổi ra mà nhân không đủ. Trong vật lý có nhiều thanh độ, thường là ta dùng thanh độ C. Ở đây chúng ta có thể dùng là thanh Kelvin. Không độ C trở thành 273 độ Kelvin. Rồi ta cứ nhân bình thường. Giáo sư quả là thông thái rồi đấy. Đúng vật lý. Câu hỏi tiếp theo đến từ địa chỉ con voi, con cua, con kiến, a.gmail.com có hỏi. Thưa giáo sư, cháu sau thời gian học trực tuyến đã nghiện internet hoàn toàn. Cháu thường lạc thang trên các trang web như lorom.com, gm.org, cocvet.net. Cháu thấy trên mạng có rất nhiều người chém gió. Tại sao lại như vậy thưa giáo sư? Về cái vấn đề gọi là nhiều người cocvet trên mạng thì tôi thấy rằng ngoài đời họ là những người rất là ít nói. Họ gặp bế tắc trong cuộc sống, họ tìm đến net để giải trí, để cocvet. Cá nhân tôi thì tôi rất là coi thường họ, bởi vì họ có làm gì ngoài cocvet đâu. Cách như vậy không giúp cuộc sống của họ thêm đảo hoa mà cũng thêm bế tắc nữa chứ. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Có lẽ đây chính là phần các bạn chờ đợi từ đầu chương trình đến bây giờ. Biết là chưa? Biết là phần gì không ạ? Tất nhiên là không rồi, bạn nói là mà biết.
Ngay sau đây xin được dành câu hỏi cho khán giả trực tiếp tại đây. Và ai trả lời đúng câu hỏi sẽ được nhận một phần quà từ chương trình. Câu hỏi số 1 dành cho khán giả như sau. Giữa Thái Bình Dương là gì? Ô cái này sẽ khóa, tôi biết này. Tôi biết giáo sư Tương Thái rồi. Nhưng mà đây cũng dành cơ hội cho khán giả trực tiếp tại trường quay. Anh cứ từ từ mà sâu. Amazing, good job, good job. Chúc mừng bạn đã trả lời được câu hỏi từ chương trình. Xin hỏi bạn tên là gì và đến từ lớp nào ạ? Em tên là Bùi Thị Hoàng Linh, đến từ lớp 6A. Lại một lần nữa, chúc mừng bạn Khánh Linh đã trả lời đúng câu hỏi từ chương trình. Và theo format của chương trình chúng tôi thì vì bạn đã trả lời câu trả lời của chúng tôi một cách thật là xuất sắc nên phần quà sẽ được dành cho người ngồi bên cạnh bạn Khánh Linh. Chúc mừng, xin chúc mừng. Câu hỏi thứ hai như sau. À, riêng câu hỏi này nhé. Chúng tôi sẽ được dành nhờ ekip dành phần quà trực tiếp đến tay ai trả lời đúng. Hãy trở thành một thợ săn phần quà chính hiệu nhé. Câu hỏi như sau. Có hai cốc nước trắng ở giữa có một thìa inox. Cho hai thìa đường vào cốc thứ nhất, dùng thìa quấy đều đến khi đường tan hết thì mực nước của hai cốc ngang bằng nhau. Xét trong môi trường lý tưởng xung quanh không có kiến. Hỏi làm sao để phân biệt được hai cốc mà bạn không được uống, không được nếm? Xin mời. Theo tôi thì cốc vào nó đục hơn, cốc ấy có đường. Xin chúc mừng cơ hội dành phần quà được trao cho các bạn khác thì bạn đã trả lời sai. Xin mời. Alo, theo tôi thì cốc nào có đường, cốc nào có thìa thì cốc ấy có đường, đúng không thưa ông MC? Chưa thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi. Mời bạn áo trắng. Thưa MC, là theo tôi mình không nếm được thì mình nhờ mấy người mình nếm. Mong bạn thông cảm vì phần quà của chương trình chúng tôi đến đây cũng đã hết. Thì thay vào đấy thì dành một tràng pháo tay cho bạn được không ạ? Tạm dừng phần này ở đây. Thưa giáo sư, theo tôi nhìn nhận ấy, thì các bạn trả lời đúng câu hỏi và nhận được phần quà từ chương trình cảm thấy rất là vui và hứng khởi. Còn những bạn bỏ lỡ cơ hội, không nhận được phần quà từ chương trình cảm thấy rất là buồn và ghen tị với những bạn nhận được quà. Giáo sư có đồng ý với tôi không ạ? Tôi là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh nên để kiểm soát những cảm xúc tiêu cực như thế này thì các bạn nên biến nó thành cảm xúc tích cực. Chúng ta không trả lời được thì cũng lên đây đó làm kiến thức cho bản thân mình hoặc là có thể làm theo cách sáng tạo hơn ở trên này. Đấy là giống câu hỏi đi hỏi những người khác. Đảm bảo rằng khi nhận được câu trả lời họ sẽ tuyên dương bạn ngay thôi. Lúc đấy bạn sẽ lạc quan và yêu đời lại liền. Tạm giác giáo sư. Quay trở lại với câu hỏi của khán giả gửi qua địa chỉ mail của chương trình. Một bạn có mail gần VIP Hà Nội đến từ Hải Dương có hỏi. Thưa giáo sư, em là học sinh lớp 8, năm nay em 13 tuổi, cao 1m60, nặng 60kg. Các bạn cùng lớp luôn chê em béo nên em rất tủi thân. Có những bạn ác ý còn chê em là nhộng. Nhiều lúc em rất buồn, buồn ghê gớm. Em xin hỏi giáo sư, cho em biết cách làm món nhộng ra như thế nào ạ? Và làm thế nào để các bạn không qua đi xem xuống em nữa? Em xin cảm ơn giáo sư.
tôi thì không biết cái cô là Gơn VIP Hà Nội đến từ Hải Dương của chúng ta có ở đây không, nhưng mà món nhậu ra là đúng là món yêu thích của tôi rồi. Tôi nói thế này là trùng thì trùng, không trùng thì thôi, nhưng mà đầu tiên là chúng ta cần phải quan nhậu này chúng ta rửa sạch, tiếp đến là cho mỡ và cháo thì lên cho nhậu vào sáng, cuối cùng là đâu, tiếp theo là nêm nếm một chút gia vị, cuối cùng là cho lá chanh vào đảo đều. Như các bạn đã thấy đấy, đùa nhiều một chút thì vui, đùa nhiều chút nữa thì vui một mình, phải không các bạn? Đôi khi ấy, những câu nói chúng ta lại vô tình làm những người khác tổn thương và dẫn đến cảm xúc không mấy là tích cực. Hy vọng rằng trong thời gian tới, bạn Gơn VIP Hà Nội đến từ Hải Dương của chúng ta sẽ không còn nhận được cái câu mang tính chất là body iPhone nữa. Bạn cũng nên nhớ rằng bạn không mập chỉ là để người khác dễ nhìn thấy bạn hơn thôi. Vậy nên hãy luôn là tự tin, lạc quan, ưu đòi và luôn trân trọng bản thân mình nha. Tôi chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Giáo sư có thật là đậm sâu, xin cảm ơn giáo sư. Ngay sau đây là lúc khán giả có mặt trực tiếp tại trường quay dành câu hỏi cho giáo sư. Bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi đợi từ chiều rồi đấy. Dạ, xin mời. Giáo sư, tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của giáo sư. Trong đợt khảo sát vừa rồi thì tôi bị điểm kém, bố mẹ chưa nghe tôi giải thích mà đã đánh mắng và tác động vật lý lên tôi khiến tôi rất buồn. Vậy theo giáo sư thì tôi phải làm gì bây giờ ạ? Thậm chí tuy không phải là quảng cáo đâu, nhưng mà tôi nghĩ các bạn nên xem cái chương trình là Adobe Film Hoàng Châu Cách Cách. Trong đấy có nhân vật gọi là Tiểu Yên Tử. Các bạn hãy học tập theo phương châm sống của cô ấy, biến sức mạnh thành hồi giá, biến đau thương thành hành động. Khi bị trách mắng, mình khi mắng thì đương nhiên là đúng rồi đúng không? Lấy đó là động lực để học tập tốt hơn. Bố mẹ còn ngạc nhiên, bạn bè chấm trồ tung lên làm idol, tương lai khắc bạch cười phụ thuộc vào đội lười của quá khứ nữa chứ. Dạo gần đây tôi thấy có một vài trường hợp bạn ạ, chỉ vì những cái nguyên nhân nhỏ mà dẫn đến hành động không mấy được tích cực, thậm chí là đánh mất chính bản mạng sống của mình. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy, hãy nhớ rằng mạng sống của mình là do bố mẹ mình trao cho, biết trân trọng và luôn yêu quý. Ở ngoài kia mới biết bao nhiêu là hoàn cảnh đang cố gắng từng ngày từng giờ từng phút từng giây từng tích tắc để giành giật lại sự sống. Vậy nên hãy luôn là lạc quan, yêu đời và đừng bao giờ nghĩ đến những cái suy nghĩ ở ngoài tiêu cực như vậy. Nói giáo sư sầu đậm quá là không sai. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời rất chi là ý nghĩa của giáo sư. Ngay sau đây, để thay đổi không khí của chương trình, tôi xin được dành một số câu hỏi ngắn cho giáo sư. Và giáo sư cũng phải trả lời một cách rất là ngắn gọn. Giáo sư đã sẵn sàng chưa? Thử thách 6 ngày 6 đêm trả lời câu hỏi của MC. Get go! Chơi gì mà lại không vui? Chơi với... Ai là người hát ca khúc rồi người thương cũng hóa người dư? Phúc du ai nhầm hiền hồ? Vẫn gì không trả khúc khúc sao? Vẫn rượu có tình. Để nguyên thập thảo mà đêm khi huyền kết bạn cũng nhiên sáng bừng là chữ gì? À chữ đen. Xin giáo sư cho biết cách chữa bệnh đại trí. Câu này là quá dễ với tôi rồi. Các cái miệng của tôi thì... Anh vừa hỏi gì nhỉ? Không trả lời được đúng không? Có lẽ câu này chúng ta cho qua. Sang câu tiếp theo. Xin hỏi giáo sư, có gì hay hỏi tại sao? Quân bồ ạ. Tại sao? Giáo sư cười được thế đấy. Theo giáo sư, ngu là gì? Tôi ngu là cái tắt của từ neo vào cái bắp, nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc. Thế theo ý của giáo sư, ngu là một đức tính tốt. Thế thì khi có một người bảo chúng ta ngu, chúng ta nên làm gì? Mọi người và anh nên nói là xin cảm ơn. Giáo sư rất chi là ngu. Uầy, tôi xin cảm ơn. Các câu trả lời vừa rồi của giáo sư khiến các bạn cảm thấy vui vẻ và thích thú hơn không ạ? Tôi không biết. Và đây cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để các bạn kiểm soát những cảm xúc tiêu cực trong học tập. Hãy luôn luôn lạc quan, tham gia các hoạt động kỹ năng sống, suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực để rồi những lúc ấy cảm xúc tiêu cực sẽ được kiểm soát. Và đến đây, thời lượng chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoáy của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã chấm hết. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi, MC
sĩ Trần Xoáy, giáo sư Xoáy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.